Hello các bạn. Các bạn. Xin chào các bạn đã trở lại với YouTube Ba Tâm Cặp Thơ. Bà lo bà nói chuyện sao nó chở tôi đi vòng vòng nãy giờ tôi không tìm được cái sao bắt. Không phải là nó chạy làm cho nó thấy con mắt. Để ba lát nó bị béo không? Không, mới đầu em nói là cái là em nè. Cái gì ngon? Xin chào các bạn, rất là vui khi gặp lại các bạn trên kênh Bà Tám Cam Thơ. Ủng hộ Tám bằng cách like and subscribe nhé. Thank you các bạn. Chào các bạn. Hôm nay Vũ như cẩn, A vẫn như cũ, là Linh cầm máy quay. Chào các bạn. Chúc cha hôm nay giỏi ta. Chưa ai nhắc cũng chào các bạn luôn. Trời ơi, giỏi quá, cho Linh Trần một tràng khắp tay các bạn. Ủa bà cầm gì vậy? Ồ, các bạn có biết cái này là cái gì không? Đây là hai cái tập về bà Két mới mua cho Tám. Bà Két nó đi đâu á, nó mua cho Tám nè các bạn. Dễ thương lắm nè. Một cái này, một cái màu sọc sọc đen trắng. Và một cái trù cha bông hoa gì đây, à bánh bánh kem thôi, ông thích này hơn. Cái này không cái này thì ê, cái này thì cái này vừa ha. À cái này thì cái này hợp hơn ha. Bây giờ hai cái này chọn cái nào mà bà Linh? Cái trắng đi. Các bạn ơi, các bạn thích cái nào? Tám là Tám thích cái này nè. Cái đó đó. Cái này tươi tươi trẻ nè, cái này thì cũng đẹp, nhưng mà để mặc cái nào áo màu màu á thì mặc cái này thôi. Bây giờ mình để cái này đây, để dành mặc này trước ha. Hôm nay Tám có tập gì mới nha các bạn. Hôm nay bà cột tóc kì vậy? À, chuột cha hôm nay Tám cột tóc, cái tóc của Tám còn có mấy cọng mà các bạn thấy không? Tại vì Tám chưa có người đâu. Trời ơi, mình nào cũng khoe á. Chưa có gội đầu dễ biết lắm. Chưa có gội đầu là kẹp lên vậy nè. Rồi gội, mới gội đầu ra là cái bát là mái nó sủ sủ xuống đây nè. Chưa gội đầu là kẹp lên. Nhiều lúc gội rồi cũng kẹp lên là nó sủ sủ bực bội phải không? Nó quen. Rồi bây giờ mình ấy tập về vô đàng hoàng nha. Để coi cái cục u này. Ủa, của các bạn. Cái cục u của Tám bữa nay nó còn nhỏ xíu các bạn. Các bạn nhìn đi các bạn. Đi, bà quay cho các bạn coi cái cục u của tôi đi. Bà thấy làm sao? Nào. Thấy cũng vậy mà. Cái gì cũng mà vậy. Sao nó cứng nhắc vậy? Tôi thấy nhỏ xíu à, nó còn nhỏ xíu. Bây giờ bữa nay nó còn cái trứng cút à. Hôm bữa nó trứng gà. Bữa nay nó còn trứng cút à. Nó nhỏ lắm. Mà Tám quên mất tiêu cái cục mà luôn á. Bữa giờ bác sĩ hẹn là ngày 20 tháng 5. Ngày 20 tháng 5 mới gặp bác sĩ nha. Mà chưa có mổ nữa. Gặp coi khám coi rồi mới cho mổ. Nhưng mà Tám quên luôn cái cục mà luôn á. Trời ơi, bữa giờ Tám không nhớ cái cục này luôn á. Tự nhiên giờ rờ lại cái nó thấy nhỏ xíu. Có nhiều lúc có thể mình quên nó đi. Mình quên nó đi á, xong rồi mình nó toát ra cái năng lượng tốt quá, cho nên là mình chơi vui, nó toát cái ra cái năng lượng tốt, cái cục nó biến nào hay chứ nghĩ vậy không biết phải không nữa. Thôi bây giờ vô vấn đề chính đi. Hôm nay Tám có mua cá bấm mú nè. Bấm mú này về là Tám bắt trước cơ, hồi bữa A Muối chỉ Tám á, giờ Tám nhớ rồi nè, thấy không? Tám chét cái bột nêm vô lên trên cái con cá bóng mú, rạch ra nè, để gừng với lại hành ở dưới lót giường cho nó nằm á, lót nệm cho nó nằm á. Xong bây giờ mình mới bắt vô đây, mình mới để vô đây mình hấp. Nó nằm vừa, nó hơi bị lòi cái chân nó chút bà, xíu bà xếp cái chân nó vô. Ok, vừa rồi, kệ nó thẳng. Được, chân nè, bà nhìn đi coi nó nằm sao đó. Nó nằm cũng thẳng cẳng á, cũng ngay ngắn cũng được. Đó, bây giờ mình đậy mình hấp nha các bạn. Rồi, không chắc mình hấp bên đây mình chiên cá bên này đi. Ở đây nè, còn một cái tô cá bóng mú tiếp nè các bạn. Tám mua hai thứ. Hai cá bóng mú lận. Một con á thì hấp, một con á thì chiên. Hấp rồi ướp sả, muối, ớt. Không? Bỏ miếng ớt vô, xả
Muối nói muối gì chứ không có dám uống ớt muối mặn lắm. Rồi bây giờ chúng ta bỏ cá vào, đừng có giam nha ông nội. Rồi nó thơm ghê luôn á. Chắc mình phải để cho nó vàng, thịt vàng mình mới chập lật ha. Bây giờ mình trong khi chờ đợi mình khoe cái này cái coi. Đây là một chùm nhãn, nhưng mà mua ở ngoài chợ mà nó hơi bị mềm, nó không có cứng giống như là nhãn mình hái trên cây, cái mình xào nè các bạn. Nhưng mà nó ngọt lắm, kêu bằng nhãn tiêu á. Nhãn này kêu bằng nhãn tiêu á. Ngọt lắm, nó rất là ngọt. Tôi nhớ hồi nhỏ á, tôi ăn á, tôi lấy mấy cái hộp nhỏ này nè. Ê quên lộn. Làm nhãn phải không? Ừ, lấy mấy cái hộp nhãn này nè, bắt đầu mình cắt mình lạc, mình cắt làm sao á, hai bên hông, cắt hai bên hông. Ờ, mình cắt mình hông cái hộp bự á. Mình cắt xong mình thọt cái tay trong cái này nè. Ủa mình cào sao á, hay lắm. Nhãn hạt tiêu à. Mà có cần biết sao không? Nhãn ăn thì ngon thiệt, nhưng mà có một lần Tấm nhớ đời luôn á, tới giờ Tấm không dám ăn nhãn. Là lúc mà Tấm ăn á, Tấm khoái quá, Tấm ăn quá trời luôn. Xong biết sao không? Tắt tiếng luôn, không hát được luôn, tắt tiếng luôn. Tám nhớ là cái bữa mà họp mặt đồng bọn rồi Tám ăn nhãn á, cái lúc mà họp mặt đồng bọn mà bị tắt tiếng mà coi như là không nói được luôn á, là lúc đó Tám nhớ là Tám có ăn nhãn nhiều lắm. Sau đó rồi cái đi ra biển nữa, cái la hét á, tắt luôn, không nói được gì luôn. Nói chuyện chặt lát như cá cháy này nha. Đó, nó vàng rồi hả má. Gật được rồi chứ má? Được rồi. Đó, vàng rồi, như là mình không có cần là chín nhiều phải không? Cá mú như đây là ngon rồi phải không má? Nó vừa vàng vậy là ngon rồi má ha. Để coi cái con cá bên này coi. Nhanh không các bạn? Làm xíu là xong à. Đúng 8 chút là xong rồi. Chu cha cũng ngon dữ chưa đâu, từ từ. Đây. Trời ơi, trong khi chờ đợi mình ăn hột mít nữa nha các bạn. Đó, còn nguyên một đĩa hột mít ngon lắm nè. Ngon thịt ngon đó. Đó, hột mít đó. Ngon. Qua cùng Tấm ăn bốc bốc tròn á. Thôi bây giờ cái cá này á mình nó chín rồi nè. Mình phải lấy con cá này ra, nhưng mà phải tắt cái này đi, không lát mình lâu lọc làm nó cháy á. Ồ, nó cháy hoài, tôi sợ quá, tôi lo tôi làm cái kia, cái này nó cháy. Chỉ có tập trung được có một cái thôi đó. Ừ. Bây giờ mình gấp, mình lấy con cá này ra, bỏ vô cái dĩa xoài. Cái nóng lắm á. Đây con cá. Bây giờ mình đem con cá này qua bên này. Thông minh lắm nè. Trời, Tám bơi con cá qua hay không? Đó, bỏ này bằng bên. Mình để mấy cọng hành này lên trước nè. Có gừng bỏ hành lên. Ừ, gừng hành lên trước. Nhiều không các bạn? Nhiều không? À, chảy dài chung quanh ở trên, xong rồi ở dưới chung quanh cái dĩa cho nó đẹp. Ăn muối hay ăn muối? A Muối có thấy học trò của A Muối làm lần thứ hai không A Muối? Hình như lần thứ ba hay sao á. Đó, bây giờ mình chan nước tương lên.
xì dầu này, cái chai xì dầu này ngon lắm luôn á, tắm ghiền cái chai xì dầu này lắm. Nhiều quá. Xin lỗi luôn cô. Bà nói. Bà làm tôi hết hồn bà. Trời ơi, bà chơi bà hù tôi rồi ông nội ơi. Tôi bị liệu nha bà. Đây, trong khi chờ đợi cái chảo dầu nhỏ này, gắp cá ra cái dĩa. Thấy không? Bận rộn ghê chưa? Đâu rảnh đâu. Mãi rảnh được chút xíu ăn hột mít với lại nhãn thôi à. Bây giờ là bận rồi. Đó. Rồi, chắc sôi rồi đó. Ok, tắt lửa nha. Bây giờ mình chứa tưới lên nha các bạn. Bây giờ ban ngày bắt đầu nghe xèo xèo này nha. Đó. Bây giờ mình mời bà ngoại, anh hai, mời Linh Trần, mời bé Két ra ăn. Tám thì không ăn nổi, tại vì Tám là người nấu. Và Tám đã ăn hột mít no rồi nha các bạn. Má Quang. Chị ơi, mời các bạn ăn trên online. Trời ơi, ăn cơm với thuốc hả? Sao chai thuốc bự dữ vậy? Để qua kia coi. Má xích qua đây má. Xíu thôi. Rồi. Để cái này ra để anh coi. Mời má. Cái gì má? Mời cả nhà, cá mú. Mỗi cái chiên hả? Chiên xả. Chiên xả, còn cái này hấp. Mấy các bạn ăn rồi cá mú ăn được không? Ngon. 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 Ăn đi bà Linh. Ăn Linh. Anh thích ở nhà nhỏ, anh thích ở nhà bự. Nhỏ. Anh thích ở nhà nhỏ hả? Vừa đủ. Vừa đủ hả? Nhỏ lớn. Không biết canh. Canh hả? Sao anh ăn nhanh vậy? Anh ăn nhanh rồi đó giờ mà. Ủa ăn nhanh dữ vậy trời. Rào hết liền à. Hồi lính, hồi đi lính mà. Ăn lẹ về đi đánh giặc chứ. Ăn cười rề chừng nào mới xong. Sao đó anh đi lính ăn sao? Kể nghe coi. Ăn nhanh lắm. Ăn chậm sợ người ta ăn hết hả? Không phải ăn hết nhưng mà đi lính tắc phong nó nhanh lắm. Nó bắt như vậy hả? Phải như vậy chứ không phải bắt. Bắt không phải bắt. Bây giờ ăn người ta ăn nhanh, mình ăn chậm đâu có được phải không? Mình phải ăn nhanh hả? Vâng không. Bắt mùi ăn lên. Vậy nuốt không mà không nhai. Những cá mú ngon ghê á. Cá mú ngon thiệt á. Hèn chi mất tiền phải. Tính tôi ăn tôi tính ngưng rồi mà múc một tô canh ra nữa cái tôi muốn ăn nữa. Ăn một cái rau đâu có sao đâu. Đâu có mập đâu có mà mát. Thôi, trước khi ăn thêm chén canh thì bye bye các bạn nha. Không có cho các bạn thấy tấm ăn thêm chén canh. Giờ nói vậy biết rồi. Anh hai anh ăn xong mình đi ra ngoài anh chơi. Nên là cột tóc bán khác ha. Mà khác mọi cái cột tóc gọn gàng không các bạn? Các bạn thấy Tấm cột tóc được hay là xả tóc được? Cho Tấm biết coi. Nếu mà được thì Tấm sẽ cột hoài luôn, Tấm khỏi xả ra, khỏi gội đầu. Cái cột nó không từ ngay nó sẹp sẹp từ từ xuống. Nó thấy cột nó chắc không? Lại có. Nó gom gọn lại đó. Mà nó cứng nha. Nó thấy nó sẹp nhỏ xuống ha. Không có đau gì hết á. Nó đau gì trơn á. Giờ thấy nó còn nhỏ hơn bình thường. Hôm bữa nó bự lắm, nó tròn như cái chanh á. Bây giờ là trái tắc nhỏ rồi. Bây giờ là thành trái tắc nhỏ rồi. Gọn lắm, gọn nhỏ xíu. Tấm biết mà, tấm đụng, tấm biết, tấm rời vô tấm biết mà, nhỏ lắm.
Ok thôi bye bye các bạn nha. Hôm qua anh mở đài cũng nghe rồi. Bye bye Mark, bye bye đi Mark. Hẹn lại clip sau nha các bạn. Bye bye, see you again. Thank you.